bị đuổi khỏi phòng thu và nụ cười nhếch mép của Noo Phước Thịnh. Thưa quý vị, khi đã bước qua tất cả thử thách, nam ca sĩ với nụ cười nhếch mép bắt đầu nếm trải hương vị của sự thành công. Phần trình diễn của Noo Phước Thịnh tại sân khấu Asia Song Festival ngày 9 tháng 10 vừa qua đã tạo nên một cơn sốt ngay trên mảnh đất màu mỡ của nền công nghiệp giải trí. Trước hàng vạn fan K-pop, chính hiệu, tài năng của anh được công nhận. Nhiều fan Việt nói rằng họ mát mày mát mặt, hạnh phúc quá, nhưng nếu họ chỉ vui sướng một thì người trong cuộc ắt phải bùng nổ cảm xúc 10, nhất là sau khi đã trải qua một chặng đường dài, mông lung và gập ghềnh để có được ngày hôm nay. Lật lại những trang đầu ký ức khi Noo Phước Thịnh chỉ là một cậu bé nhỏ xíu. Noo Phước Thịnh tên đầy đủ là Nguyễn Phước Thịnh. Anh sinh ngày 18 tháng 1 năm 1988 trong một gia đình có ba là nhạc công chơi đàn guitar. Ngày ấy, thỉnh thoảng vì tò mò, anh cũng lại gần cây đàn và gãy đại để cây đàn phát ra âm thanh. Tất cả chỉ có thế. Lớn hơn chút nữa, Noo được ba cho cái băng cassette có duy nhất bài hát Họa Mi Hót Trong Mưa của ca sĩ Hồng Nhung. Anh nghe đi nghe lại giai điệu quen thuộc ấy rồi nâng niu như báu vật. Noo ngày ấy có thích hát, cũng biết nghe băng rồi bắt chước, nhưng gia đình và chính bản thân anh chẳng nghĩ đến ngày anh theo nghiệp. Vốn ham chơi, Noo Phước Thịnh bị ám ảnh bởi việc học. Ngày xưa, anh vào sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận vì mẹ lỡ nói với Noo rằng tới đây để học, thế nên vừa đến trước cổng nhà thiếu nhi là anh lại tìm cách trốn về. Nếu ngày đó anh biết vào nhà thiếu nhi chỉ để sinh hoạt, vui chơi, ca hát, có lẽ chúng ta đã có một nam ca sĩ cùng với thời mắt ngọc, mày trắng, nhưng ắt hẳn là chưa đúng thời điểm. Nhà cũng có gương, trước khi đi học vẫn soi hàng ngày, nhưng Noo không hề có ý thức gì về vẻ bề ngoài của mình. Khi bạn bè chụp ảnh anh rồi gửi lên báo, nam ca sĩ còn cáu kỉnh vì cứ ngỡ mình bị biêu ríu. Nào ngờ, anh được chọn làm người mẫu thiệt. Đó là lý do bây giờ, lục lại những tờ báo mực tím ngày trước, người ta tìm thấy Noo chỉnh ình trên trang bìa. Và một lần như bao lần khác, khi đi casting, Noo đã khiến những người tuyển chọn giật mình vì khả năng ca hát. Song lần ấy, bàn tay sắp đặt của số phận vẫn đang bận rộn với những công việc khác. Noo trượt, dù tin chắc rằng mình hát chắc và hay hơn người bạn casting cùng. Phải đến sau khi gặp nữ ca sĩ Thủy Tiên, cuộc sống của anh mới sang trang thật sự. Mê hát, Noo hát mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài phố. Một lần Thủy Tiên đi ngang phòng trang điểm của nhóm người mẫu và phát hiện ra Noo, cô đã mời anh đến thử giọng. Nói mời là mời vậy, chưa đến khi Noo đến nhà và hát xong, cô chỉ nói em về đi, có gì chị sẽ liên lạc. Hai ngày sau đó, anh bước vào phòng thu lần đầu tiên để thu một ca khúc của Hà Anh Tuấn và mang đến chỗ Thủy Tiên cùng những người bạn. Khi nghe xong, chỉ có quản lý của Noo hiện tại là đồng ý giúp đỡ, còn Thủy Tiên vẫn băn khoăn. Trong khi đó, những người khác đều cảm thấy do dự. Những lời nói ra, nói vào đã khiến nam ca sĩ bị áp lực nặng nề. Một điều bất ngờ khác nữa mà không phải ai cũng biết, Noo Phước Thịnh của thời điểm ấy chẳng thích hát nhạc trẻ. Anh thích mặc vest trang trọng, lên đứng im trên sân khấu, hát những ca khúc nhạc trịnh để được phô diễn, được da diết, được thả hồn. Nhưng mong muốn đó bị dội phăng đi bằng những gáo nước lạnh. Người quản lý và Thủy Tiên hỏi Noo có hát qua được Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Hồng Nhung không? Và đương nhiên, dù Noo có tự tin vào giọng hát của mình bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng đủ cơ sở để lớn tiếng nói rằng anh có thể. Không vui vẻ gì, nhưng Noo phải chấp nhận sự thật, đó là bắt đầu con đường tìm kiếm sự nổi tiếng. Noo của bây giờ sở hữu rất nhiều ca khúc hit, nhưng Noo của ngày xưa bèo lắm. Thấy biết nhạc nào hay, anh và quản lý đi kiếm mua về, rồi cầm cuội ngồi viết lời, bởi làm gì có tiền mà chơi sang, mua bài hát của người này người nọ. Rồi tới chừng đi hát, nhờ quan hệ của Thủy Tiên, anh cũng được lên sân khấu với phần hát lót, hát kèm. Những ngày đầu ấy khó khăn thế nổi, đôi khi Noo thấy mệt mỏi, chán chường vì tương lai mông lung, vô định. Dấu ấn tiếp theo trong sự nghiệp tìm đến với Noo khi cơn sốt của bộ phim Vườn Sao Băng lên tới đỉnh điểm. Quản lý đã đặt mua bản quyền và viết lời ca khúc Mất Em để Noo thể hiện. Ban đầu anh còn từ chối vì chê bài này không hay, nhưng ai ngờ Mất Em lại thành hit. Cuộc đời của Noo Phước Thịnh là vậy đó. Có những thứ tưởng chừng như thành công nhưng chẳng mang lại điều gì cả. Còn những thứ bất ngờ thì lại được kết quả ngoài mong đợi.
Tiếp theo sau đó là rất nhiều ca khúc nhưng chẳng mấy gây được ấn tượng, mãi cho đến khi Nếu, Song Ca cùng Đông Nhi hot quá, người ta mới trở lại để tìm những bài hát Nu Phước Thịnh thể hiện. Đó là thời điểm nam ca sĩ với nụ cười nhếch miệng bắt đầu tìm được chỗ đứng. Nhưng khổ nỗi, sóng trước chưa qua, sóng sau lại kéo đến. Nổi tiếng rồi, Nu lại phải khổ sở với cái biệt danh hot boy đi hát. Trong mắt mọi người, Nu ngày ấy vẫn là một ca sĩ, hát kèm với cô này xinh đẹp, cô kia nổi tiếng. Điều đó khiến nam ca sĩ phiền lòng. Anh quyết định tung ra album đầu tay để tuyên bố về con đường đi hát chuyên nghiệp. Nhưng phải đến năm 2010, khi Nu tổ chức live show đầu tay với sự góp mặt của rất nhiều cái tên nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Phương Thanh, anh mới thoát khỏi định mệnh của số đông, làm như đến thời. Những thành công cứ tìm đến Nu Phước Thịnh một cách dồn dập và đột ngột. Đầu tiên là giải thưởng ca sĩ triển vọng làng Sóng Xanh, sau đó là top 10 đề cử Mai Vàng. Mọi thứ có thể gọi là hoàn hảo, ngoại trừ chuyện Nu vẫn hát bằng giọng mộc. Thế nên có lần Nu đã bị nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy đuổi ra khỏi phòng thu sau hai câu hát. Ý thức được một ca sĩ muốn sống dài với nghề, ngoài bản năng ra còn đòi hỏi phải có kiến thức. Nu đi học, nhưng cũng chỉ 1 đến 2 tháng sau, anh bỏ. Bởi khi ấy, Nu Phước Thịnh chưa thực sự hiểu được giọng hát của mình. Thế nhưng, cô giáo có dạy giỏi đến mấy, anh học cũng không thấy vô. Một thời gian dài sau, khi đã có đủ trải nghiệm và va vấp, lúc đó anh mới biết quý trọng giọng hát và học cách nâng niu đó. Con đường đi đến thành công ngày hôm nay của Nu là vậy, áp lực, mệt mỏi và đánh đổi. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn quyết liệt theo đuổi. Nu của ngày hôm nay trên sân khấu Asian Song Festival là một ca sĩ thực thụ, một người say nghề và hát bằng cả trái tim. Có thể ở thời điểm hiện tại, mọi thứ chưa thực sự hoàn hảo, nhưng trong tương lai, đó là đích đến của một kẻ cố chấp trên con đường đã chọn. Nếu một ngày nào đó, bạn thấy Nu Phước Thịnh đứng trên một sân khấu mặt vết, cười nhếch miệng và hát những bài hát rất già đời, rất trải nghiệm, đừng cho rằng chỉ là một thử nghiệm, đó là ước mơ cả đời của nam ca sĩ trẻ. Nu Phước Thịnh đứng cạnh mỹ nhân Hàn vẫn lạnh lùng cuồng ngầu. Thưa quý vị, khá nhiều người bất ngờ với phong thái lạnh lùng của Nu Phước Thịnh phía sau hậu trường. Nu Phước Thịnh là ca sĩ duy nhất của Việt Nam được mời tham dự sự kiện âm nhạc Asia Song Festival 2016 diễn ra tối ngày 9 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc. Trước đó, anh đã dành 2 tháng để chuẩn bị từ phần mix nhạc đến dàn dựng vũ đạo. Và không để cho mọi người phải thất vọng mà hát live kết hợp với vũ đạo của Nu Phước Thịnh đã khiến khán giả Việt Nam tự hào. Ngay sau màn trình diễn, anh cũng trở thành cái tên được truyền thông Hàn Quốc săn lùng. Nhắc tới Nu, một trang báo lớn của Hàn chia sẻ, anh ấy liên tục nhắc về Việt Nam như một niềm tự hào lớn trong phần giao lưu. Khả năng live và dance quá đỉnh, cộng thêm tiếng Anh, tiếng Hàn bắn như gió. Không chỉ thể hiện kỹ năng trình diễn, Nu Phước Thịnh còn được đánh giá cao ở khả năng giao lưu với khán giả bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Đầu tiên, nam ca sĩ đã dùng tiếng Hàn giới thiệu, tôi tên là Nu Phước Thịnh, rất vui được gặp các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi yêu tất cả mọi người. Sau đó anh chàng đã chuyển sang dùng tiếng Anh để giao lưu được dễ dàng hơn. Mới đây, một đoạn clip hậu trường của Asia Song Festival đã được đăng tải trên các diễn đàn của Hàn Quốc. Người đăng tải tỏ ra khá thích thú với phản ứng có phần lạnh lùng của Nu Phước Thịnh đối với các cô gái xinh đẹp của nhóm Twice. Có người còn khen rằng trông cậu ấy thật đàn ông. Thậm chí còn có người gợi ý rằng có phải con gái Việt Nam cũng rất xinh đẹp phải không? Nên anh ấy chẳng mấy để tâm tới những em gái trai. Nu Phước Thịnh đã làm điều mà chưa sao Việt nào dám làm tại Hàn. Thưa quý vị, tối qua nam ca sĩ sinh năm 1988 đã khiến tất cả khán giả tại Asian Song Festival phải nhớ đến tên mình với phần biểu diễn hoành tráng, chất lượng không thua kém dàn sao quốc tế và các tên tuổi K-pop. Với hai ca khúc Gạt Đi Nước Mắt và I Don't Believe In You, cùng rapper Backstreet, Nu Phước Thịnh đã thể hiện khả năng vũ đạo đẹp mắt, chất giọng live khỏe khoắn cùng khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Chính vì những điều đó, ngay sau màn trình diễn tại Busan, Nu Phước Thịnh đã trở thành cái tên được truyền thông Hàn săn đón. Rất nhiều fan hâm mộ của Nu Phước Thịnh cũng tò mò lịch trình tại Hàn Quốc của ca sĩ điển trai này. Và ngay mới đây, Nu Phước Thịnh khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi tổ chức fan meeting tại ngay chính thủ đô Seoul. Đây cũng là lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam có buổi fan meeting chính thức ở nước ngoài mà cụ thể là tại Hàn Quốc. Mặc dù buổi fan meeting được chuẩn bị khá gấp gáp nhưng tham dự có rất đông fan hâm mộ của Nu Phước Thịnh tại Hàn Quốc, có khoảng hơn 200 khán giả tới tham dự, điều này cũng nằm ngoài dự kiến của tổ chức.
Được biết, ban đầu Đu Phước Thịnh chỉ định tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ với khoảng 50 fan tại Hàn Quốc đã đăng ký trước. Tuy nhiên, không chỉ có fan Việt đang sinh sống tại Hàn mà có nhiều bạn trẻ Hàn Quốc cũng tới tham dự fan meeting của Đu Phước Thịnh. Trong suốt phần giao lưu với khán giả, Đu Phước Thịnh ghi điểm bởi phong cách dễ thương, nói chuyện thoải mái, vô tư cùng fan hâm mộ. Anh cũng tỏ ra vô cùng chiều fan khi liên tục hát những bài mà fan yêu cầu. Trong khoảng thời gian ít ỏi, nam ca sĩ đã gửi tặng khán giả 6 bản hit của mình. Cũng như tại Asia Song Festival, tất cả các ca khúc đều được Đu Phước Thịnh hát live trực tiếp mặc dù đã khá mệt mỏi sau lịch trình bận rộn tại Hàn Quốc. Bị đuổi khỏi phòng thu và nụ cười nhếch mép của Đu Phước Thịnh. Thưa quý vị, khi đã bước qua tất cả thử thách, nam ca sĩ với nụ cười nhếch mép bắt đầu nếm trải hương vị của sự thành công. Phần trình diễn của Đu Phước Thịnh tại sân khấu Asia Song Festival ngày 9 tháng 10 vừa qua đã tạo nên một cơn sốt ngay trên mảnh đất màu mỡ của nền công nghiệp giải trí. Trước hàng vạn fan K-pop, chính hiệu, tài năng của anh được công nhận. Nhiều fan Việt nói rằng họ mát mày, mát mặt, hạnh phúc quá. Nhưng nếu họ chỉ vui sướng một thì người trong cuộc ắt phải bùng nổ cảm xúc 10. Nhất là sau khi đã trải qua một chặng đường dài, mông lung và gập ghềnh để có được ngày hôm nay. Lật lại những trang đầu ký ức khi Đu Phước Thịnh chỉ là một cậu bé nhỏ xíu. Đu Phước Thịnh tên đầy đủ là Nguyễn Phước Thịnh. Anh sinh ngày 18 tháng 1 năm 1988 trong một gia đình có ba là nhạc công chơi đàn guitar. Ngày ấy, thỉnh thoảng vì tò mò, anh cũng lại gần cây đàn và gãy đại để cây đàn phát ra âm thanh. Tất cả chỉ có thế. Lớn hơn chút nữa, Nu được ba cho cái băng cassette có duy nhất bài hát Họa Mi Hót Trong Mưa của ca sĩ Hồng Nhung. Anh nghe đi nghe lại giai điệu quen thuộc ấy rồi nâng niu như báu vật. Nu ngày ấy có thích hát, cũng biết nghe băng rồi bắt chước, nhưng bị tới chừng đi hát nhờ quan hệ của Thủy Tiên. Anh cũng được lên sân khấu với phần hát lót, hát kèm. Những ngày đầu ấy khó khăn thế nổi, đôi khi Nu thấy mệt mỏi, chán chường vì tương lai mông lung, vô định. Dấu ấn tiếp theo trong sự nghiệp tìm đến với Nu khi cơn sốt của bộ phim Vườn Sao Băng lên tới đỉnh điểm. Quản lý đã đặt mua bản quyền và viết lời ca khúc Mất Em để Nu thể hiện. Ban đầu anh còn từ chối vì chê bài này không hay, nhưng ai ngờ Mất Em lại thành hit. Cuộc đời của Đu Phước Thịnh là vậy đó, có những thứ tưởng chừng như thành công nhưng chẳng mang lại điều gì cả, còn những thứ bất ngờ thì lại được kết quả ngoài mong đợi. Tiếp theo sau đó là rất nhiều ca khúc nhưng chẳng mấy gây được ấn tượng, mãi cho đến khi Nếu, Song Ca cùng Đông Nhi hot quá, người ta mới trở lại để tìm những bài hát Đu Phước Thịnh thể hiện. Đó là thời điểm nam ca sĩ với nụ cười nhếch miệng bắt đầu tìm được chỗ đứng. Nhưng khổ nỗi, sóng trước chưa qua, sóng sau lại kéo đến. Nổi tiếng rồi, Nu lại phải khổ sở với cái biệt danh hot boy đi hát. Trong mắt mọi người, Nu ngày ấy vẫn là một ca sĩ, hát kèm với cô này xinh đẹp, cô kia nổi tiếng. Điều đó khiến nam ca sĩ phiền lòng. Anh quyết định tung ra album đầu tay để tuyên bố về con đường đi hát chuyên nghiệp. Nhưng phải đến năm 2010, khi Nu tổ chức live show đầu tay với sự góp mặt của rất nhiều cái tên nổi tiếng như Hồn Gia Đình và chính bản thân anh, chẳng nghĩ đến ngày anh theo nghiệp. Vốn ham chơi, Nu Phước Thịnh bị ám ảnh bởi việc học. Ngày xưa, anh vào sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận vì mẹ lỡ nói với Nu rằng tới đây để học, thế nên vừa đến trước cổng nhà thiếu nhi là anh lại tìm cách trốn về. Nếu ngày đó anh biết vào nhà thiếu nhi chỉ để sinh hoạt, vui chơi, ca hát, có lẽ chúng ta đã có một nam ca sĩ cùng với thời mắt ngọc, mày trắng, nhưng ắt hẳn là chưa đúng thời điểm. Nhà cũng có gương, trước khi đi học vẫn soi hàng ngày, nhưng Nu không hề có ý thức gì về vẻ bề ngoài của mình. Khi bạn bè chụp ảnh anh rồi gửi lên báo, nam ca sĩ còn cáu kỉnh vì cứ ngỡ mình bị biêu ríu. Nào ngờ anh được chọn làm người mẫu thiệt. Đó là lý do bây giờ lục lại những tờ báo mực tím ngày trước, người ta tìm thấy Nu chỉnh ình trên trang bìa. Và một lần như bao lần khác, khi đi casting, Nu đã khiến những người tuyển chọn giật mình vì khả năng ca hát. Song lần ấy, bàn tay sắp đặt của số phận vẫn đang bận rộn với những công việc khác. Nu trượt
dù tin chắc rằng mình hát chắc và hay hơn người bạn casting cùng. Phải đến sau khi gặp nữ ca sĩ Thủy Tiên, cuộc sống của anh mới sang trang thật sự. Mê hát, Nô hát mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài phố. Một lần Thủy Tiên đi ngang phòng trang điểm của nhóm người mẫu và phát hiện ra Nô, cô đã mời anh đến thử giọng. Nói mời là mời vậy, chưa đến khi Nô đến nhà và hát xong, cô chỉ nói em về đi, có gì chị sẽ liên lạc. Hai ngày sau đó, anh bước vào phòng thu lần đầu tiên để thu một ca khúc của Hà Anh Tuấn và mang đến chỗ Thủy Tiên cùng những người bạn. Khi nghe xong, chỉ có quản lý của Nô hiện tại là đồng ý giúp đỡ, còn Thủy Tiên vẫn băn khoăn. Trong khi đó, những người khác đều cảm thấy do dự. Những lời nói ra, nói vào đã khiến nam ca sĩ bị áp lực nặng nề. Một điều bất ngờ khác nữa mà không phải ai cũng biết, Nô Phước Thịnh của thời điểm ấy chẳng thích hát nhạc trẻ. Anh thích mặc vest trang trọng, lên đứng im trên sân khấu, hát những ca khúc nhạc trịnh để được phô diễn, được da diết, được thả hồn. Nhưng mong muốn đó bị dội phăng đi bằng những gáo nước lạnh. Người quản lý và Thủy Tiên hỏi Nô có hát qua được Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Hồng Nhung không? Và đương nhiên, dù Nô có tự tin vào giọng hát của mình bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng đủ cơ sở để lớn tiếng nói rằng anh có thể. Không vui vẻ gì, nhưng Nô phải chấp nhận sự thật, đó là bắt đầu con đường tìm kiếm sự nổi tiếng. Nô của bây giờ sở hữu rất nhiều ca khúc hit, nhưng Nô của ngày xưa bèo lắm. Thấy biết nhạc nào hay, anh và quản lý đi kiếm mua về, rồi cầm cuội ngồi viết lời, bởi làm gì có tiền mà cho sang mua bài hát của người này người nọ. Rồi Ngọc Hà, Thủy Tiên, Phương Thanh, anh mới thoát khỏi định mệnh của số đông, làm như đến thời. Những thành công cứ tìm đến Nô Phước Thịnh một cách dồn dập và đột ngột. Đầu tiên là giải thưởng ca sĩ triển vọng làng Sóng Xanh, sau đó là top 10 đề cử Mai Vàng. Mọi thứ có thể gọi là hoàn hảo, ngoại trừ chuyện Nô vẫn hát bằng giọng mộc. Thế nên có lần Nô đã bị nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy đuổi ra khỏi phòng thu sau hai câu hát. Ý thức được một ca sĩ muốn sống dài với nghề, ngoài bản năng ra còn đòi hỏi phải có kiến thức. Nô đi học, nhưng cũng chỉ 1 đến 2 tháng sau, anh bỏ. Bởi khi ấy, Nô Phước Thịnh chưa thực sự hiểu được giọng hát của mình. Thế nhưng, cô giáo có dạy giỏi đến mấy, anh học cũng không thấy vô. Một thời gian dài sau, khi đã có đủ trải nghiệm và va vấp, lúc đó anh mới biết quý trọng giọng hát và học cách nâng niu đó. Con đường đi đến thành công ngày hôm nay của Nô là vậy, áp lực, mệt mỏi và đánh đổi. Nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn quyết liệt theo đuổi. Nô của ngày hôm nay trên sân khấu Asian Song Festival là một ca sĩ thực thụ, một người say nghề và hát bằng cả trái tim. Có thể ở thời điểm hiện tại, mọi thứ chưa thực sự hoàn hảo, nhưng trong tương lai, đó là đích đến của một kẻ cố chấp trên con đường đã chọn. Nếu một ngày nào đó, bạn thấy Nô Phước Thịnh đứng trên một sân khấu mặc vest, cười nhếch miệng và hát những bài hát rất già đời, rất trải nghiệm, đừng cho rằng chỉ là một thử